Chào các bạn, mình đến từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đây là những người bạn đến từ Child Fund Việt Nam, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam và công ty cổ phần trực tuyến Gosu. Từ ngày 8 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, chúng tớ sẽ triển khai cuộc thi sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em dành cho tất cả công dân Việt Nam đam mê sáng tạo ý tưởng trò chơi trực tuyến. Các bạn có thể tham dự một mình hoặc rủ từ 2 đến 3 người bạn của mình cùng chơi chung nhé. Chúng tớ mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phát triển tư duy sáng tạo ý tưởng xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên để phòng tránh xâm hại trẻ em và sử dụng công nghệ thông tin an toàn, và thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến và ngoại tuyến. Vậy làm thế nào để tham gia nhỉ? Bạn chỉ cần nộp bài dự thi dưới dạng viết, hình ảnh minh họa hoặc làm video với nội dung mô tả, các mô hình, giải pháp công nghệ cụ thể, giao diện, thiết kế gameplay của ứng dụng trò chơi trên điện thoại mang tính giáo dục về bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến và cả trực tiếp, hướng dẫn các bạn nhỏ nhận biết rủi ro về an toàn trên môi trường trực tuyến và ngoại tuyến và xử lý như thế nào khi gặp các rủi ro về vấn đề an toàn. Đừng quên 4 mốc thời gian quan trọng: lễ khởi động dự án, vòng sơ loại, vòng bình chọn, vòng chung kết và trao giải. Những giải thưởng vô cùng hấp dẫn sẽ được trao cho người chiến thắng, bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích, 1 giải ươm mầm tài năng. Truy cập https://sangtaogame.tongdai111.vn hoặc quét mã QR để tìm hiểu thêm về thể lệ cuộc thi và tham gia cùng chúng tớ nhé.